Thức dậy đúng giờ, vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày mới. Sau khi ăn sáng, lịch trình làm việc ngày hôm nay của những bạn trẻ này được bắt đầu bằng việc uống thuốc và sau đó là 14 lần lấy máu xét nghiệm theo các khung giờ đã định. Những ống máu này sẽ được chuyển đến phòng xét nghiệm để đánh giá chỉ số hấp thụ của thuốc trong cơ thể. Các khung này phải được tuân thủ một cách chính xác. Đó là những hình dung cơ bản nhất về tình nguyện viên thử thuốc, những người được ví như chuột bạch. Khi mà lần đầu tiên tôi bị chọc kim vào tay để lấy máu thì tôi cũng cảm thấy hơi sợ và vẫn còn hơi đau. Nhưng mà tôi nghĩ là sau mấy lần nữa sẽ đỡ hơn. Cái lần thứ nhất ấy tham gia thì lúc đầu cũng thấy hơi sợ một chút, bởi vì dù sao cảm giác lấy máu mà. Nhưng mà sau khi hiểu được cái vấn đề mà cái mức độ an toàn của lần thử thuốc này thì và cũng sau lần thử kim đầu tiên ấy, thì cái cảm giác sợ nó cũng qua đi rất là nhanh. Nếu những thí nghiệm khác có thể tiến hành trên động vật thì thử tương đương sinh học thuốc lại bắt buộc phải thử trên người. Do đó, mỗi nghiên cứu ở dạng này đều cần những tình nguyện viên thử thuốc. Có nhiều lý do để các bạn trẻ muốn thử công việc mới lạ này. Sau những đợt thử thuốc này thì sẽ có bồi dưỡng của viện, nhưng mà đấy cũng không phải động lực của giúp tôi có thể là tham gia chương trình này. Tham gia chương trình này thì có thể là do tôi cảm thấy là thử thuốc có thể giúp cho tôi công việc sau này. Động lực giúp mình tham gia chương trình này có lẽ là đi cùng bạn bè cho vui. Mà đến với viện ở trên đây thì ở trong cùng cái căn phòng ở lại với mọi người như thế, rồi có cơ hội giao lưu kết bạn với mọi người thì cảm thấy khá là thú vị. Nhưng không phải ai muốn thử thì đều có thể làm được, do phải trải qua quy trình khám sức khỏe và chỉ những ai đủ điều kiện mới được chọn làm tình nguyện viên thử thuốc. Cái tiêu chuẩn chung của người tình nguyện là người tình nguyện khỏe mạnh, đủ năng lực hành vi dân sự, tuổi từ 18 cho đến là 55 và chỉ số cân nặng trên chiều cao là từ 18 cho đến 25 và không có bệnh truyền nhiễm. Các bạn đủ điều kiện như thế thì gần như là các bạn đã có thể là tham gia được nghiên cứu. Nghiên cứu đánh giá tương đương sinh học giữa loại thuốc mới được sản xuất so với thuốc gốc đã được các nước tiên tiến trên thế giới thực hiện từ thập niên 80 của thế kỷ trước. Tuy nhiên ở nước ta, hoạt động này mới chính thức được tiến hành từ năm 2007. Một hoạt động đặc thù của ngành y có thể gây rất nhiều tò mò với nhiều người. Còn đối với các tình nguyện viên, đây đơn thuần chỉ là một việc làm thêm, vừa để thêm thu nhập, lại có những trải nghiệm mới lạ trong đời.